Đàm Vĩnh Hưng là ông bố nghệ con, ngắm bé vô lưu hình của ngon, nam ca sĩ trải lòng đầy cảm xúc. Đàm Vĩnh Hưng từng tự tin chia sẻ, anh có thể đánh cược với bất kỳ người bố nào về độ yêu thương và chăm sóc con. Trang cá nhân của nam ca sĩ luôn ngập tràn hình ảnh của con trai, có thể nói Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ông bố cuồng con. Kể từ khi công khai con trai, Đàm Vĩnh Hưng liên tục khoe hình ảnh trên Facebook cá nhân và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Mới đây... Khi ngắm bé Bô Lô Hình ngủ, ông bố nổi tiếng cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm cha. Nam ca sĩ viết, đi qua vài cuộc tình trong số những người mình đã đem lòng yêu thương đó, thì em chính là người giữ được trái tim anh trọn vẹn nhất, chiếm hết mọi thời gian mà anh có, luôn ngự trị trong suy nghĩ của anh. Anh thích ngắm nhìn em thật lâu lúc em đang chìm vào giấc mộng đẹp. Anh yêu đó và nghe được tiếng thở, tiếng nhai nhấp nhép, lâu lâu còn nói mờ mấy câu dễ thương, chắc là lúc đó em mơ thấy cái gì vui và đẹp lắm đợi nhìn thấy em gãi đầu, gãi tai, và chưa một lần nào em cử động, trở mình mà anh không thức giấc để xem em ra sao bolo hình nhạ, à. yêu em nhiều nhiều hơn cả bản thân anh. Bé nhơ chia sẻ thôi cũng đủ thấy đam mê nhưng yêu con đến mức nào, anh từng khẳng định bolo hình chính là con ruột đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời. Tôi muốn làm người cha như bao người khác, tôi hay dùng từ người yêu bé nhỏ khi làm thơ, tôi hay xưng ta và em khiến nhiều người tưởng nhầm rằng tôi đang nói về người yêu. sự thật người yêu nhỏ bé đó chính là bố lưu hình. tôi muốn từ giây phút này có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình. ông hoàng nhạc việt bộc lộ cảm xúc chỉ sống với bố vài năm nên đàm vĩnh hưng luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. vì vậy anh không muốn con mình rơi vào hoàn cảnh tương tự. khác với những ông bố khác, ông bố họ đàm không hề khó chịu khi con trai bà mình, thậm chí anh còn làm mọi cách để con trai thấy bố là người quan trọng nhất. Hưng làm mọi cách cho bộ lưu hình phải đeo mình, cần mình. Con nằm gù mà thức dậy khóc thì không ai được ám hết ngoại trừ bận mình Hưng. Cái cảm giác con đang chơi vui nhất thì mình sẽ là người hùng xuất hiện để con thấy lúc nào cũng cần ba Hưng hết. Anh chia sẻ. Ở trong chương trình Nhật ký làm bà ông bố họ đàm tâm sự. Tôi có thể đánh cược với bất kỳ ông bố nào về độ chiều con. Tôi chỉ muốn con mình lúc nào cũng vui vẻ, nở đụ cười. Vì mỗi lần khóc là tôi lại xót xa, tôi muốn xây hẳn một cây ATM tại nhà để sau này con sẽ về nhà thường xuyên. Giọng ca biển tình còn cho biết, mỗi khi đi lưu diễn và có thời gian mua sắm, anh đều dành thời gian mua đồ cho con, lúc nào cũng ngắm nghía quần áo, dài xếp cho bộ lưu hình chứ không mua sắm cho mình nhiều nữa. Vì trong con nên tôi mặc đại gì cũng được, tóc tai nhiều khi chưa kịp cắt, cứ phải ưu tiên con trước đã. Đó không phải là vì mình của ngày xưa, bây giờ cầm một món đồ gì lên tôi đặt xuống dễ dàng biết từ đàm mực bạch nuôi trẻ không thể tránh nhận những lúc con ốm đàm vĩnh hưng vừa làm cha lại có vai trò như người mẹ trong việc chăm sóc bộ lưu hình vì thế mỗi lần con ốm anh như phát điên anh cảm thấy không thể chịu nổi việc con khó chịu đau đớn đàm vĩnh hưng chia sẻ khó khăn nhất lúc con tôi bị bệnh tôi khổ sở đau đớn muốn lật tung mọi thứ không chịu được như con ho tôi đưa mặt vào để hít hết có gì bay qua tôi chịu có gì khả năng lây lan tôi đều muốn chịu cho con ngứa một chút tôi cũng tìm cách cho hết ngứa đào một chút tôi cũng làm náo loạn lên nên người trong con tôi phải vô cùng cẩn thận các hàng rào ổ điện cầu thang đệm cái gì nguy hiểm tôi đều chọn hết chưa hết mỗi lần đi diễn xa đào vĩnh hưng nhớ con trai khôn nguôi có lần đi lưu diễn ở mỹ vì nhớ con nam ca sĩ quyết định đổi về máy bay về việt nam sớm dù rất bận rộn nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành thời gian cùng con ra ngoài chơi. Anh hiểu được tầm quan trọng của việc chơi với trẻ. Nhất là những năm đầu đời của chúng, ông bố nổi tiếng được con trai đi du lịch, cưỡi ngựa, vui chơi tại các trung tâm thương mại. Không những thế, khi chơi với con, giọng ca biển tình có thể nhập vai thành một con vật từ ngựa, bò, gà để con vui quá chiều con nên anh không ít lần bị bạn bè nhắc nhở về thói quen mua sắm quá nhiều cho bé. Lý do anh làm vậy là bởi không muốn con trai rơi vào cảm giác thiếu thốn như mình. Nhiều người khuyên tôi không nên mua đồ chơi cho con nhiều quá. Nó sẽ không biết quý những gì nó có. Nhưng thực sự, tôi từng tủi thân vì ước muốn có đồ chơi như bao người. Tôi không muốn con mình thèm gì hết. Ngày xưa tôi từng thèm thường nhìn miệng người ta ăn. Tôi cố gắng dung hòa, dù nương chiều con nhưng vẫn dạy con nghiêm khắc. Dù mê đồ hiệu, mong muốn dành hết những thứ tốt nhất cho bé vô lưu hình, nhưng Đào Vĩnh Hưng lại mong con trai sống giản dị. Anh nhận thấy cũng có lúc mình chiều hư con và cần nhìn nhận lại. Tôi thấy mình đang dần tập hư cho con, tương lai nó sẽ không khổ, chứ không ai khổ hết. Tôi thấy mình đang dần tập hư cho con, tương lai nó sẽ khổ, chứ không ai khổ hết. Có rất nhiều nhãn hiểu, rè và rất dễ thương. Hơn nữa, con tôi đẹp nên mặc gì cũng đẹp, thế là tôi quyết định cho con sống giản dị. Hai tuổi là tự đi học, lúc ăn cơm, Tôi cũng tham khảo nhiều bài để chăm con, để rút kinh nghiệm cho mình. Tôi cũng nhờ bạn bè, đồng nghiệp như Xuân Lan, Vũ Hà để rút kinh nghiệm trong việc chăm sóc con, Mr. Đàm kể. Đà Vĩnh Hưng thừa nhận mình còn nhiều bỡ ngỡ trong việc nuôi dạy con trai, tuy nhiên anh đang cố gắng hoàn thiện từng ngày. Để con trai lớn lên có đạo đức, hiền lành và tín nghĩa, nam ca sĩ muốn bô lô hình luôn tự hào khi nhắc đến tên mình. Tôi chưa đủ kinh nghiệm tâm lý để làm việc như các bà mẹ bìm sữa đang làm. Các mẹ sắp xếp tính toán nhiều thứ Nhiều khi các mẹ lo việc nuôi em, chăm em, bố là kinh tế chính Nên các mẹ phải tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ đều vào đó Tôi cũng lắng nghe nhiều người hướng dẫn mình cách dạy con Rất nhiều gia đình chiều con hết mức, không muốn nắn từ đầu nên rất khó dạy Tôi cho con cắm cờ, tích điểm Tôi cứng ngắc, trăn đe dạy con ra giáo ngay từ nhỏ từ đánh răng, gấp chăn cho con phần đầu, bé rất thích được tích điểm thường quà, giọng ca biển tình tiết lộ. Được bố dạy bảo cẩn thận, nghiêm khắc, vô lưu hình rất ngoan, lễ phép, mỗi lần xem cuộc hội thoại giữa Đàm Vĩnh Hưng và con trai, mọi người lại cảm thấy đốn tim vì loạt biểu cảm cưng hết nước của con trai Mr. Đà.